Xin chào quý khán giả đang đến với kênh của Niềm Tin và Sức Khỏe. Và hôm nay là Niềm Tin và Sức Khỏe quay cho cái cắn đồng quê, cái đường mà quê hương của chúng ta. Đấy, quý vị thấy chưa? Quê hương của chúng ta cũng biết làm là nhiều các cái loại hoa. Hoa giấy này quý vị. Hoa giấy là cái hoa mà Niềm Tin và Sức Khỏe thích nhất đấy quý vị. Đấy, quý vị thấy chưa? Hoa rất là đẹp, hoa mênh mông triệu phú. Và Niềm Tin và Sức Khỏe đang có mặt tại khu du lịch sinh thái thác Đá Hàn quý vị nhé, quý vị xem. Đấy. Và nơi này là nơi là nghỉ dưỡng, cũng giống như là đi cuối tuần rất là vui quý vị. Đấy, quý vị thấy chưa? Cây này cây kia rất là nhiều. Có cái cây điều này này. Cây điều này nó đang chín, cho quả chín này. Cây điều này thì hồi trước còn nhỏ nhỏ đấy thì mình rất là thích ăn. Mỗi khi hỏi là có điều chín là mình hỏi là rất là tuyệt vời luôn. Hái cả bao rồi. Ăn khi nào hết thì thôi. Thường là mẹ mình ấy hay lấy điều để kho cá quý vị. Xe sáu ghế Đó. Không sợ đâu. Xe nó có mắt mà. Đúng không quý vị? Xe là nó có mắt. Còn nó hỏi là sợ các cái phương tiện nào nó không có mắt đâu quý vị. Hôm nay là cái clip này rất là tuyệt vời luôn. Vì những ai mà xa xa quê hương, xa nơi á là sinh thành ở chốn nơi này thì á là rất là mong muốn được xem. Đúng là thế. Cái cuộc sống mà do cái cuộc sống kiếm tiền nên là người ta phải xa quê hương. Mà xa thì nó lại nhớ. Buộc nó phải nhớ thôi quý vị. Vì trong cái cuộc sống này mà hôm nay á là coi như là mình sẽ đưa rất là nhiều clip lên, mong quý vị xem thấy hay thì á là cho một like, một share và một đăng ký để biết video tiếp theo. Còn không hay khỏi like khỏi share ha quý vị ha, tại mình không có ép buộc ai, cũng không có ép ai phải làm thế, vì ai thấy thích thường là vậy mà, đúng không? Cũng giống như là các vị là bảo là tôi thấy cái clip không hay, không hay khỏi xe ha, mình không ép đâu, tại vì là mình làm nó thoải mái lắm quý vị, không có giống như người ta phải làm bằng mọi cách, câu like, câu share, mình là không phải, mình là thuộc cái dạng là coi như là không phải là dùng để mọi cách để đạt được mục đích, mà mình phải dùng cái tâm của mình để đạt được mục đích thì cái đấy nó được đâu dài quý vị nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.